kim loại Macro hân hạnh giới thiệu cuộc tuyển lựa Hoa hậu Việt Nam toàn cầu lần thứ 8 được trực tiếp thu hình lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 7 dịp lễ độc lập Hoa Kỳ tại Hy viện Amphilai Arnhem với các thí sinh kiều diễm trên toàn thế giới và ca sĩ nổi tiếng Thu Phương, Gia Huy, Đan Kim, Phạm Khánh Hưng, Trina Bảo Trân, Leon Vũ, Ngọc Khánh, Lưu Việt Hùng, Tâm Vương Anh, Đăng Vũ, Hà Ngọc Nhung, Sunny Lương, Khang Việt, Danh Hài Bé Mập Ngọc Anh, Giám khảo luật sư Tom Trudler, luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, Resident Victor Wong, Hoa hậu Thảo Lâm, Natalie Lê, Di Ái Hồng Sâm, Mỹ Vân Vivian, Jennifer Lê, MC Trọng Thắng Huyền Ni. Đặc biệt chương trình sẽ được Vina OTT phát hình trực tuyến, live streaming trên toàn thế giới, vé bán tại Thu Quỳnh. Liên lạc 714-244-0135. Trân trọng kính mời.